Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món canh dưa chua thịt bò nhé. Để làm món canh dưa chua thịt bò, các bạn chuẩn bị cho mình dưa chua này, một đĩa dưa chua này nhé, khoảng 300g. Các bạn dùng cho mình 200g thịt bò, hành mùi này, hành lá này, cà chua một quả này, và các bạn cho mình một ít hành thơm nhé. Thì cà chua thì dưa nó đã chua thì các bạn chỉ cần một quả cà chua để cho nó có độ chua chua ngọt ngọt của cà chua thôi ạ. Trước tiên thì mình sẽ ướp thịt bò, thì các bạn sẽ ướp cho mình. Các bạn là cho mình vào đây 1/2 thìa bột canh, một ít hạt tiêu nhé, chút hạt tiêu. Và các bạn là cho mình một ít đường nữa nhé. Dầu ăn nữa. Các bạn sẽ ướp cho mình tầm 10 đến 15 phút, sau đó mình sẽ cho lên bếp để mình nấu nhé. Và khi chúng ta ướp cái phần thịt này, các bạn sẽ băm cho mình một ít hành thơm này. Cà chua mình sẽ bổ cau nhé. Hành lá và rau mùi các bạn thái ra cho mình. Các bạn cho mình một cái nồi lên bếp nhé, và mình sẽ cho vào đây dầu ăn, cho mình một thìa dầu ăn vào, mình sẽ cho phần hành thơm. Các bạn khi cho phần hành thơm này nó thơm lên, sau đó thì mình sẽ cho phần thịt bò vào nhé. Rồi các bạn sẽ cho mình phần cà chua vào. Mình xào cho cái phần dưa chua này nó cái phần thịt bò nó mềm ra và cà chua nó mềm ra các bạn nhé. Đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào để mình nấu canh. Các bạn sẽ cho mình một bát nước để mình làm một bát canh vừa phải. Mình sẽ đun sôi cái phần canh này nhé. Về mình đã ướp vào thịt bò gia vị rồi các bạn ạ, nên là cái phần dưa chua nó cũng có độ mặn của dưa nhé, cho nên là chúng ta sẽ sau khi mình cho dưa vào và mình sẽ kiểm tra gia vị sau nhé. Các bạn đun cho mình sôi cái phần thịt bò này.
sôi đi để chúng ta có bọt này thì mình hớt bỏ cái phần bọt này đi nhé. Cho nó sôi mạnh lên để mình hớt bỏ cái phần bọt này đi. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình phần dưa chua vào nhé. Mình nấu cho cái dưa chua này nó mềm ra nhé. Bây giờ mình sẽ lên nếm xem phần gia vị đã vừa chưa nhé. Thì dưa chua mình cho vào nó đã sôi lên rồi. Chưa vừa các bạn ạ, các bạn sẽ cho mình một ít bột canh nữa. Bột canh. Và bây giờ mình kiểm tra xem phần dưa đã mềm chưa các bạn nhé. Là mình sẽ có món canh dưa chua thịt bò hay là thịt bò nấu canh dưa chua ạ. Ăn miếng dưa này. Các bạn cho mình một chút mắm nữa vào là xong. Nào thích ăn bột ngọt thì chúng ta có thể cho bột ngọt nhé. Và mình cho phần hành lá và rau mùi vào. Các bạn tắt bếp đi cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra bát là chúng ta có thể thưởng thức được món canh dưa chua thịt bò như thế này. Rất chỉ là ngon và dễ ăn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát để mình múc canh nhé. Khi mình nấu canh dưa các bạn ạ, cái cẳng này ăn rất ngọt và ngon nhé, nó có độ chua chua ngọt ngọt. Nên là nếu các bạn nên mua dưa ấy, thì mình mua cái cẳng này nhiều thì nó sẽ ngon hơn nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Là bát canh dưa chua thịt bò với 300g dưa chua, 200g thịt bò, một quả cà chua, một ít hành thơm, rau mùi, hành lá, gia vị thì các bạn cho mình thông thường nhé. Nếu chúng ta hay nấu bữa ăn hàng ngày ấy, để cho phù hợp với gia đình nhà mình nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon lạ miệng như này và rất dễ ăn nhé. Ngon ngọt và thịt bò khi ăn như thế này nó rất mềm mà các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình.